hai Thanh Trúc. Rất cao thủ. Mình sau trận đấu này sẽ cho máy nghỉ. Vẫn rất nỗ lực. 13. Không có bóng vào lại không bật mà à nữa các bạn ạ, các bạn hiểu nào là hai của phụ công đội bạn. Xin chào anh chị em yêu bóng chuyền Việt Nam. Xin mời mọi người theo dõi trận bán kết 2 giải bóng chuyền. Chào mừng lễ khánh thành đình làng thôn Tiền, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh năm 2020. Hôm nay là ngày 20 tháng 11. Giữa hai đội trong trang phục áo đỏ là đội Bình An gặp đội trong trang phục áo trắng đỏ bên kia lưới là xã Việt Hùng đến từ Đông Anh. Mình xin giới thiệu đội hình ra sân của hai đội như sau. Đội hình của Bình An, số 66 là Lài Dương Tuyến, số 16 là Thanh Tùng, số 23 là Chí Mắt Ma, số 9 là Quốc Khánh, số 13 là Văn Dương, số 16 là Sinh Mẫu. Đội hình của Việt Hùng Đông Anh đang đứng ở biên 4 là Bình Sún, phụ công là Văn Nhẫn ở vị trí số 3, chuyền 2 là Quốc Hà. Đối chuyền và tấn công đầu tiên từ biên 4 của Hữu Bình đã thành công sau khi hàng chắn của Bình An phạm lỗi chạm lưới. 1-0 cho Việt Hùng. Chủ công đoàn nước đội ông Vội làng miền Bắc đang đứng ở biên 4 nhé các bạn nhé. Sinh Mẫu vua phương Bắc bóng hơi đã ghi điểm từ biên 4. 2-1 cho Bình An. Giải đấu ngày hôm nay có ba ông vua được anh em yêu bóng chuyền đặt tên nhé. Đó là đoàn Đức Đội đang đứng ở vị trí biên 2 mặc áo số 9 bên Việt Hùng Đông Anh. Ông vua hội làng miền Bắc Thạch Đen trong đội hình của Bình An, ông vua hội làng miền Nam và Sinh Mẫu ông vua bóng hơi phương Bắc. Đó là Lợi Lợi chưa thành công. Sinh Mẫu bóng chưa qua lưới, rất đáng tiếc. Sức bật tại chỗ của Sinh Mẫu cực tốt các bạn nhé. Các bạn lưu ý lúc Sinh Mẫu bật lên có thể nhìn thấy cổ của anh lên trên diềm trên của lưới. Điểm bóng lúc này là 2-1. Lợi điểm đang thuộc về các cầu thủ Việt Hùng. Đó là Quốc Khánh tấn công nhanh từ giữa lưới chưa thành công. 3-1 cho Việt Hùng rồi. Đó là Sinh Mẫu bật rất tốt từ biên 4. Điểm bóng 2-3 cho Bình An. Bình luận thế này cãi nhau quá các bạn nhỉ. Các cụ lễ tế bên cạnh loa của bình luận viên ở ban tổ chức. Trọng tài vừa bắt một lỗi rất đáng tiếc, đó là phát bóng dẫm vạch các bạn ạ, do khán giả ngồi tương đối sát sân. Một lỗi cực kỳ đáng tiếc. Điểm bóng 4-2. Đoàn Đức Đội phát bóng tấn công rất uy lực. Điểm bóng 5-2. Thôi mình không bình luận nữa, mình
mình chỉ đọc điểm thôi các bạn nhé, cho đỡ cãi nhau. Và bóng tấn công rất uy lực của đoàn Đức Đội. Và tấn công từ biên ai của Lợi Lợi. Dạo gần đây mình thấy Lợi Lợi thi đấu rất ổn định. Cầu thủ Việt Hùng tỏ ra là một đối thủ hiện đang tạm dẫn với mức điểm 4 điểm. Điểm bóng lúc này là 6-2, vẫn là đoàn Đức Đội phát bóng tấn công và phát bóng thứ 3 liên tiếp. Rất tốt. Và bỏ bóng thành công của Quốc Khánh. 3-6. Cho mình ạ. 3 6. Rất nhanh tay của sức khỏe. 7-3 cho Việt Hùng. Của Bình An hơi bị tâm lý một chút các bạn ạ. Anh ông Lan Sĩ này, Sĩ Lan thắng bằng 100 rất nhanh tay của Lai Dương Nguyên. Lạ lẽ điểm bóng 48 đã đi lễ thánh lại ra tương và mô và chúc gia đình được hay chứ. Và xử lý hai truyền rất nhanh tay của Quốc Hà. Điểm bóng 9-4. Mình về sẽ up clip lên YouTube nhé. Không biết là trong miền Nam có màn lễ tế này không. Nếu không thì các bạn yêu bóng chuyền miền Nam xem clip sẽ comment rất nhiều. Chắc chắn sẽ nói rất nhiều về vụ lễ tế này. Điểm bóng 5-9 cho Bình An. Rất nhanh cây của Văn Nhân. 10-5 cho Việt Hùng. Nếu Việt Hùng thắng trong trận đấu này thì trận chung kết sẽ là màn đối đầu của hai ông vua hội làng miền Bắc và miền Nam, Thạch Đen và đoàn Đức Đội. Quá hay, quả bóng rất thông minh, đổi điểm cho Bình An. 6-10 cho Bình An. Và chồng 2-3 rất nhanh của đoàn Đức Đội. Đội bóng lại bay thẳng vào máy anh em ạ. Mình lại phòng thủ được. Đây là hiệp đấu đầu tiên các bạn nhé, trận bán kết 2. Quý vị và các bạn thân mến, đó là chúng tôi đang quay phát trực tiếp trên kênh YouTube của trang mạng nổi tiếng trên thế giới. Và chúng ta có thể thấy của bà ân dân thắng vàng 50.000.
rất cao của sinh mẫu. Chúng tôi đang làm lễ dâng hương và cảm ơn các gia đình đã đến. 3 điểm liên tiếp của các cầu thủ Bình An. Điểm bóng bây giờ đã là 9-11 rồi. Đó là Văn Nhân, một pha lừa chắn chạy chỗ của đoàn đương đội và người kết thúc lại là Văn Nhân. Rất ít khi Văn Nhân ra bóng có lực các bạn nhé. Văn Nhân thiên về tốc độ nhưng vừa rồi là anh đã dồn nén một chút bức xúc vào trong pha tấn công vừa rồi. Bóng rất uy lực, 12-9. Đó là Sinh Mẫu vẫn chưa thành công. Sinh Mẫu bật, các bạn nhìn thấy Sinh Mẫu bật không? Rất tốt. 10-12. Đó là thành công và cướp bóng 11-12 rồi. Cách biệt giờ chỉ còn là một điểm thôi. Sinh Mẫu đánh cho đội Bình An em ơi. Những nỗ lực của các cầu thủ trẻ Bình An đã đuổi kịp và điểm bóng bây giờ đang là 12 đều. Chào Huy Tô nhá, đây là hội làng thôn Tiền, Yên Phong, Bắc Ninh em ơi. Ông bà nghĩa đạo thưởng vàng 100.000 đồng. 30 giây hội ý của Việt Hùng đã hết, hai đội tiếp tục trở lại sân thi đấu. Điểm bóng bây giờ đang là 12 đều. Đây là hiệp đấu đầu tiên của trận bán kết 1, xin lỗi, bán kết 2. Đó là lời lời ông ngoài sân rồi. 13-12, lần đầu tiên trong trận đấu các cầu thủ Bình An đã vượt lên dẫn trước các cầu thủ Việt Hùng Đông Anh. 13-12. Mấy điểm cuối hiệp hai mẹ căng. Lần này thì lời lời đã thành công. Điểm bóng 13 đều. Gần nhà đường về luôn, chơi cho nhanh này. Lý hay lắm, thủ hay lắm. Nó bảo số 1 Lý nhiều trung trực à, anh bảo em họ trung trực. Rất chuyên nghiệp. Tiếp bóng của Thành Tùng rất tốt. Đường chuyền vừa rồi không được thuận lợi nhưng mà Thành Tùng đã chớp cơ hội rất nhanh. 14-13. 14-15. Và bóng lúc này là Sinh Mẫu. Rất nhanh tay của Sĩ Khỏe. 14 đều. 14 đều quý vị ơi, nói sau vỗ tay đi ạ. Ôi nhỏ thế. Lại tuyến vẫn cần cao tầm lên một chút nữa. 15-14. Đúng rồi, ra biên quá. Được. Bóng rất tốt, điểm cho Bình An 15 đều. Điểm bóng lúc này là 15 đều nhá. Đội dự đuổi tỷ số. Anh kia anh vào thì anh nằm cả lực lượng trường học. Bạn nó mang cơm đến ăn luôn tại sân rồi, anh bảo đừng có mang. Bóng là phe tay ngoài sân.
16-15 cho Bình An. 16-15. Ngồi xuống anh em ơi. Thanh Tùng mang áo số 16 của bên phía đội hình có những thành tích cao. Rất hay của Quốc Hà. Và tấn công cảm ơn của Quốc Hà vừa đủ lực để ghi điểm 16 đều cho Việt Hùng. Phạt bóng lúc này là phút công xin phép rất bay. Mình nhìn thấy chuyền hai Văn Dương đến từ thị trấn Vân Du đi thi đấu hội làng ngoài Bắc, một giải hội lớn các bạn ạ. Văn Dương là cầu thủ có năng lực nhất nhưng mà chưa có kinh nghiệm thi đấu hội làng nhiều. Điểm bóng lúc này là 17 đều. Văn Dương cũng vừa đoạt giải nhì giải bóng chuyền sinh viên khu vực Hà Nội trong màu áo của Đại học Kinh doanh và Công nghệ. Đó lại là Văn Nhân. Văn Nhân có vẻ rất bức xúc các bạn ạ. Còn bình thường là Văn Nhân tiết kiệm lắm, không dùng sức đâu. Chúng tôi là những con đường hoa đẹp nhất. Điểm bóng lúc này là 18-17. Đoàn Đức Đội, đó là ném nào các bạn nhé. Lúc nào Đoàn Đức Đội giật cổ tay để bóng dài ra, đó là ném nào. Khi nào mà Đoàn Đức Đội đè hẳn lên quả bóng cổ thẳng xuống thì đó là ném gạch. Điểm bóng 19-17 thì phải. Bóng thủ rất tốt của Văn Thái. Hiếu Bình đã phạm lỗi chạm lưới. Điểm bóng 18-19. Chắc chắn lúc này sẽ là Văn Nhân hoặc Đoàn Đức Đội rồi. Theo mình hiểu thì Quốc Hà sẽ không bao giờ chuyền cho Hữu Bình pha này từ biên 4 đâu. Đúng là Đoàn Đức Đội. Sinh Bầu đã chắn bóng thành công. Hôm nay Sinh Bầu theo chắn Đoàn Đức Đội rất sát. Điểm bóng là 19 đều. Số điểm là 16 triệu đồng. Chưa thấy những pha phi xà beng phạm Đắc Mạnh ơi. Vẫn chỉ là ném nao thôi. Phạt bóng lúc này là Lại Dương Quyến đến từ Bắc Nam Bắc Cạn. Đó lại là Văn Nhất. 20-19. Ông bà Hồ Dương 1 triệu đồng. Ban Thành Tiến 500 đồng. Cách biệt chỉ là 1 điểm, lợi điểm đang thuộc về các thủ Việt Hùng Đông Anh. Ông bà Trọng Quý 1 triệu đồng, ông bà Hùng Giang 300 đồng, ông bà Đại Thủy 500 đồng, anh chị Thanh Liên 200 đồng. Sinh Bầu bật rất cao các bạn ạ, các bạn vừa rồi có nhìn thấy Sinh Bầu bật như một tòa nhà dựng đứng không? 20 đều cho các thủ Bình An, rất đáng khen cho Bình An. Vâng, như các bạn đã thông báo là giải nhất của chúng ta đã lên đến 16 triệu đồng. Giải nhất đang là 16 triệu đồng các bạn nhé. Chào Bạch Nguyễn Xuân 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 nhé. Thanh Tùng là chủ công số 16 là tiếp tục chuẩn bị lên. Văn Dương nếu được thi đấu nhiều thì sẽ rất tốt các bạn ạ. Văn Dương chuyển hai số 13 của Bình An là cầu thủ có năng lực các bạn nhé. Nhưng đây là lần đầu tiên Văn Dương ra thi đấu một hội làng lớn, gặp những anh lớn như thế này, đối đầu những anh lớn như này. Điểm bóng lúc này là 21 đều. Rất lo lắng những pha phạt bóng của Văn Dương thêm rồi. Đó lại là Sĩ Khỏe 22-21. Có vẻ như thể hình của thủ Bình An
không được thuận lợi bằng đường của các thủ bên phía hiệp hội. Toàn những đội phát bóng tấn công các bạn nhé, 22-21 và phát bóng tấn công cực kỳ uy lực. Rất khó của bên phía của thủ hiệp hội. Hàng che bóng của Việt Hùng đang rất kín, mình không nhìn thấy đoàn đứng đội đâu. Sẽ là những pha phát bóng lao qua lưới rất nhanh. Êm rồi. Rất tốt, đường chuyền rất thuận lợi. Đó là sinh mẫu từ biên 4. 22 đều. 22 đều. Pha bóng vừa rồi hơi le một chút. Rồi đã đến rồi, sinh mẫu. Không phải là Dương Tiến, bóng rất vui. Rất đáng tiếc. 23-22. Cũng phải nói đến libero số 8 của Bình An nhé. Trong những trận đấu vừa qua, libero số 8 thi đấu cực kỳ xuất sắc. Đó là Bùi Vĩ. Thi đấu lăn xả trên sân, phòng thủ rất nỗ lực. Bùi Vĩ đang học lớp 12, sinh năm 2003 các bạn nhé. Quốc Khánh, ai đây? Vẫn là Lại Thuyến. Những đường truyền không được tốt các bạn ạ. Không sao cả. Đây là lần đầu tiên Văn Dương ra thi đấu hội làng. Điểm bóng bây giờ đang là set point rồi. 24-22. Và đối đầu với một dàn cầu thủ đồng đều bên Việt Hùng quá mạnh các bạn ạ. Dàn cầu thủ bên Việt Hùng có thể thi đấu A1 được. Nên không có sao cả. Các cầu thủ Bình An hơi đáng tiếc một chút thôi. Nhưng mà bây giờ vẫn chỉ có là 24-22 thôi. 2 điểm set point. Cơ hội vẫn còn chứ chưa phải là hết. Và thi đấu bám đuổi đến giờ phút này thì cũng phải nói là nỗ lực và cực kỳ đáng khen các cầu thủ trẻ Bình An các bạn nhé. Nhằm đưa đến cho quý vị những hình ảnh sắc nét và đẹp nhất trên trang Facebook đang đứng đâu, quý vị có thể chúng ta vào đó là phút trực trong đội hình của Việt Hùng thì có đến 5 cầu thủ đã tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp rồi. Thanh Tùng rất tốt, pha bổ y, phòng thủ rất tốt của Văn Thái. Lần này Hữu Bình đã thành công. 25-22 kết thúc hiệp đấu thứ nhất. Các cầu thủ Việt Hùng Đông Anh đã thắng các cầu thủ Bình An Bắc Ninh. Hai đội đổi sân tiếp tục thi đấu hiệp đấu thứ hai. Trở lại đây sau khi đứt dây chằng đầu gối anh cổ xong thì anh đi chuyển hai và bây giờ là chuyển sang bóng hơi rồi. Xin mời anh chị em trở lại với hiệp đấu thứ hai, trận bán kết hai giữa hai đội trong trang phục trắng đỏ gần màn hình. Xã Việt Hùng đến từ Đông Anh gặp các cầu thủ Bình An trong trang phục áo đỏ bên kia lưới đến từ Bắc Ninh. Hai đội sẽ thi đấu trận bán kết hai này với thể thức 3-2. Hiệp đấu đầu tiên thì Việt Hùng Đông Anh đã thắng và đây là hiệp đấu thứ hai. Điểm số đầu tiên đã được ghi cho Bình An 1-0. Đoàn Đức Đội rất tốt. 1-0 cho Việt Hùng. Đoàn dân quân đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các ông các bà đã có lòng yêu mến. Lễ tế đã kết thúc rồi các bạn nhé, tiếng trống kết thúc rồi. Cháu tưởng chú đánh sân nhỏ Nguyễn Văn Tuấn
cho mình nhé. 2019 là năm ngoái chú đã hạ Dương Tây với đoàn Đức Đội cháu nha. Bây giờ đánh ấy rồi, đoàn Đức Đội ở nhà bán các loại điều hòa của Nhật và thi đấu thuê thôi. Điểm bóng lúc này là 3-1. Bóng chưa qua lưới của Việt Hùng. 2-3 cho Bình An. Đoàn Đức Đội biên 2. Phòng thủ nỗ lực của chuyền hai Văn Dương chưa thành công. Cho đội Việt Hùng 4-2. 4-2 cho Việt Hùng. Chào Phùng Đoàn nhá. Chào gần 400 anh chị em đang xem. Đó là Thanh Tùng phòng thủ sáu lùi của Hữu Bình thành công. Rất tiếc đồng đội của Hữu Bình đã phạm lỗi chắn bóng chạm lưới. 3-4 cho Bình An. Chuyển một rất tốt của Văn Thái, đó là sĩ khỏe, rất nhanh tay. Điểm cho đội Việt Hùng 5-3. Việt Hùng còn một cầu thủ ở ngoài, đó là Phạm Đắc Thắng nhé, cầu thủ 2K3, thi đấu cũng cực kỳ hay. Thành công. Lời lời và sức khỏe chặt bóng thành công. Các cầu thủ Việt Hùng. Điểm của Việt Hùng 6-3. Cô chú Yên chú ơi cho cháu hỏi có LP hay câu lạc bộ nào để tập luyện bóng chuyền không ạ? Bình bóng ra ngoài, điểm cho các cầu thủ Việt Hùng 7-3. Điểm bóng 7-3 cho Việt Hùng. Rất tốt của Quốc Khánh. Bình An là bóng rất hay. Mang lại điểm cho Bình An 4-7. Hai bảy này có giải tỉnh Cao Bằng, anh lên quay đi. 27 này anh đi Lào Cai rồi. 3-3 của đoàn Đức Đội. Vừa rồi các bạn có chứng kiến pha tấn công hàng sau 3-3 của đoàn Đức Đội không? Bán kết 1 đội của Thạch Đen thắng nhá. Văn Môn đã thắng 2-1. Bóng chưa qua lưới. Điểm cho đội Việt Hùng 9-4. Lào Cai có giải hay lắm, toàn đội mạnh thôi. Yên Bái cũng có giải nha, Yên Bái 28-29 có giải 5 đội. Điểm cho đội Việt Hùng 10-4. Nhưng giải Yên Bái không có ngoại binh, còn giải Lào Cai là thoải mái. Điểm bóng lúc này đã là 14 rồi. Phát bóng là Lợi Lợi. Thành Tùng trả lời. Thành Tùng đã thành công sau khi Hữu Bình đã không tận dụng được cơ hội vừa rồi. 5-10 cho Bình An. Ở trên sân có mùi cá nướng chỉ vàng rất thơm các bạn ạ. Ở hội làng thơm ơi thơm. Anh chị em xem live qua có ngửi được mùi cá chỉ vàng nướng không? Anh cho anh có mỏi mồm không? Không, quen. Đã ít điểm là rất ngoan. Phát bóng ra ngoài. Rất tiếc các cầu thủ Bình An đã phát bóng ra ngoài. 11-5. Bây giờ mà được lon bia với con cá chỉ vàng này chấm tương ớt là xong rồi đấy. Nhanh chồng. Một pha bỏ bóng ra ngoài của Bình An. 12-5. 12-5.
Giải Yên Bái là giải vô địch tỉnh nhá, nhưng năm nay không cho mượn ngoại binh. Phép ở ngoài nó đã được đón rồi. Nguyễn Chiên có, Nguyễn Chiên cũng ngửi thấy mùi của cá chỉ vàng nướng à? Rồi. Chào chị Nga nhá. Đấy, hữu bình của chị Nga đấy. Đấy bóng ra ngoài. Quyết định của trọng tài là bóng ra ngoài chưa chạm tay. 7-12 cho Bình An. Vâng. Cái món này nó có mùi thơm khó chịu lắm chị ạ. Đây hội làng đang ở ngoài trời gió thổi mà mọi người ăn cá chỉ vàng ở cái quán ở bên cạnh đấy. Nướng nó thơm nức mũi luôn. Đỏ rất tốt. Điểm có được đồng 13-7. Cách biệt đã là 6 điểm, 13-7 cho Việt Hùng. Đội hình của Việt Hùng là có chuyền hai Quốc Hà, ba chủ công Lợi Lợi, Hữu Bình và đối chuyền đoàn Đức Đội, hai phụ công là Văn Nhẫn và Sĩ Khỏe, libero là Văn Thái. Điểm cho đội Việt Hùng 14-7. Thái, chào cái đi để phát hỏng này. Đó là Chí Mắt Ma chưa qua lưới. Điểm rất là bình thường. 15-7. Điểm bóng đã là 15-7 rồi. Lưu Quốc Cường bình luận năm trước mượn hai ngoại binh em nhất sân này. Mà năm nay nhiều quá rồi không được đánh. Năm ngoái em đánh ở đội Văn Môn này em. Năm ngoái Văn Môn nhất đúng không? Được anh thơm quá anh ạ. Thành phố. Đó là Chí Mắt Ma và phát bóng phải tốc độ tên lửa và bay qua cả hàng rào sang nhà xóm. Rồi đã đến Lợi Lợi, không phải đó là Văn Nhân. Các bạn thấy không, lúc này dẫn điểm rất xa. Văn Nhân lại tiết kiệm sức của mình, anh thi đấu rất nhẹ nhàng. Bình An xin đổi ý lần thứ hai của hiệp đấu thứ hai trận bán kết 2 giải bóng chuyền hội làng. Anh em làm công tác nhận bóng thôn Tiền xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Và giúp hiện nay là trung sân chỉ còn mỗi 2 quả thôi. 2 quả thì nó đang bị thất bại. Giải nhất bây giờ đang là 16 triệu các bạn nhé. Chúng ta là nhiệm vụ ở môn bóng chuyền. Chúng ta sẽ Nguyễn Ngọc Điểm cách nhà cháu tầm 14 km này cháu không đi xem được ạ. Ok cháu. Đó là một nhà. Và điểm giải này ít khán giả thế. Khán giả ngồi quay sân tại vì hội làng còn cả gà chọi, còn cả đánh cờ, còn rất nhiều môn. Nhưng mà bóng chuyền ở đây thì đúng là thật là Yên Phong thì hâm mộ ít hơn các nơi khác của Bắc Ninh nhá. Các huyện khác của Bắc Ninh hâm mộ bóng chuyền nhiều hơn. Trận đấu tiếp tục. Ông chủ giày Tiến Vững đã vào sân. Như vậy là các cầu thủ Việt Hùng có thể trả lưới điểm cho các cầu thủ Bình An 9-17. Đó là Lợi Lợi. Chân bóng ra ngoài. Điểm 18-9. 18-9. Cường nhất là bao nhiêu? Anh nhất là 16 triệu em ơi. Đến thời điểm này Minh Hoàng Trần chúc anh sức khỏe nhé. Xem anh vẫn giờ cảm ơn không? Ok, cảm ơn Minh Hoàng Trần. Trận chung kết sẽ là màn đối đầu giữa ông vua hội làng miền Nam Thạch Đen và ông vua hội làng miền Bắc Đoàn Đức Đội các bạn nhé. Trận đấu sẽ được dự đoán là cực kỳ hay. Cao cấu rất nhanh tay của Sĩ Khỏe. 19-9. Chúc anh Thành có nhiều sức khỏe. Cảm ơn Nguyễn Hoàng. Đoàn Đức Đội
vẫn còn. Sinh Mẫu đóng một quả hết lực đi xem sao. Số 2. Hai mươi chín. Xem clip Tiến Vững đăng lên thấy bật đập như chim ý, nhưng mà vào trận đấu này chưa thấy thể hiện được mấy. Hôm nay gặp Tiến Vững ở ngoài đời không được cao lắm, 10, 20, chắc cũng chỉ khoảng 1m73, 72, 73. Thèm cá chỉ vàng nướng quá, khả năng phải đi làm con không chịu được. Điểm cho đội Bình An 12-20. Đó là một pha rất tốt của Lợi, bóng nào của Lợi Lợi. Nâng tỷ số cho đội của mình lên với tỷ số là 21. 21-12 rồi. Nguyễn Hoàng Anh Thanh ơi, Sinh bây giờ cho chuyển sang bóng hơi kiểu. Sinh đánh bóng ra vẫn được mà, nhưng mà đội kia yếu hơn, đội này khỏe hơn thôi. Còn Bình Dương thường Sinh vẫn đánh được mà. Điểm cho đội Bình An. Sân vắng khá là đúng rồi. Mọi người ngồi ở bên này nhiều hơn, tại bên kia nắng em ơi. Điểm bóng là 13-21. Người phát bóng là Tiến Vững. Đó là hai đà của Sĩ Khỏe các bạn nhé, như mình đã giới thiệu lúc đầu. Đó là một pha tấn công hai đà. Có nghĩa là Sĩ Khỏe vào như đánh nhanh, nhưng Quốc Hòa sẽ truyền bóng lên tầm trung và Sĩ Khỏe dừng lại, sau đó làm lố đà chắn của đối phương và Sĩ Khỏe sẽ bật tại chỗ lên tấn công. Chậm hơn một nửa nhịp so với đà chắn của bên kia. 22-13. Phòng thủ của Văn Thái. Bên hai Thanh Tùng nhanh tay rất tốt. 14-23. 14-22. Phải 14-22. Khán giả ở sân khả năng ít hơn khán giả đang xem live anh em ạ. Hiếu Bình rất tốt. Pha tấn công nguy hiểm. 23-14. 23-14. Ở trận chung kết, chúng tôi cũng quyết định là đánh sẽ 3 set. 2 set đầu sẽ là 25. Set thứ 2. Set 3 sẽ là đánh 15 điểm. Đó là Thanh Tùng. Phá chắn thành công từ biên ai. Nhưng ra ngoài, điểm cho đội Bình An 15-23. Đúng rồi, Sĩ Khỏe đánh cho biên phòng và bây giờ đang huấn luyện trẻ biên phòng bạn Hoàng Quốc Trình nhá. Thèm bia cá lắm, giải lao làm lọt bia các trường bình luận như vậy, nhưng mà anh không dám làm lọt bia đâu tại vì anh lái xe. Nhưng mà khả năng phải làm con cá. Nhật Duy giải này mở Thạch Thành thì không còn chỗ trống, đúng vậy. Số 6 là Hữu Bình đến từ Nguyên Khê Đông Anh bạn nhé. Và chuyền bóng không hiểu ý cho các cầu thủ Bình An. Tiến Vững không để qua chắn được. Kết thúc 25-15. Chúc mừng các cầu thủ đến từ Việt Hùng Đông Anh đã thắng các cầu thủ Bình An Tiên Phong với tỷ số 2-0. Và các cầu thủ Việt Hùng Đông Anh đã lấy chiếc vé còn lại vào chơi trận chung kết gặp các cầu thủ Văn Môn, đương kim vô địch trong trận chung kết. Sau đây ít phút, anh chị em xem thấy hay thì like video, nhấn đăng ký kênh nhá, bóng chuyển HD để ủng hộ bình luận viên Đỗ Nguyên Anh cũng như comment đóng góp ý kiến để xây dựng kênh được tốt hơn nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.